gọi mỗi cốc cà phê và uống cả lít nước muối. Chị ơi, em muốn gì thêm à? Chị lấy thêm cho em cốc nước vối nhá. Chị có cam tươi đấy, cô uống không để chị vắt. Em uống nước vối thôi chị ạ. Bối ơi, cái con trời đánh thánh vật đấy nhá. Mày nhá, mày nhá, từ sáng đến giờ mày ngồi quán tao uống một cốc cà phê mà hết ba lít nước vối rồi. Mày ngồi đây áng quẩy thế này thì tao sảng nghiệp với tụi nhá. Đồ chơi chạy đi tao đuổi mày ra khỏi quán cũ này. Cô này ngồi từ sáng đến giờ đấy à? Từ sáng đấy, uống có một cốc nước mà hết 2 lít vối rồi. Thế thì không ăn trưa à? Kia kìa, mang cả hộp cơm đi ăn tại trận luôn. Thế điên. Anh hả? Anh đổi cho em cái, không nữa em lại phải ra đút vía tiếp. Thôi thôi thôi, anh xin em. Em đút vía bao nhiêu lần đấy, có đông khách đâu mà. Nếu không thì anh ra hỏi cho em, ma ở xó nào thì đến em thắp hương. Thôi thôi thôi, anh lại em đấy. Nhịn một tí đi, khổ quá, khách thì phải chiều một tí chứ. Thế hôm nay có đông khách không? Đấy! Cái thằng tức người ta rồi. Bao nhiêu thứ đổ lên đầu em, tính mãi không ra đây này. Tiền điện, tiền nước, tiền thuế, đủ mọi thứ. Cứ hỏi hỏi hỏi. Thôi anh biết rồi, khổ lắm. Thế vào đi nghỉ đi để anh rửa dọn. Thôi. Anh vào cơm nước cho em đi để em dọn nốt. Thì rửa xong thì cơm nước sau cũng có sao đâu. Không chết ai đâu, bỏ đấy để anh làm cho. Đưa đây bảo đi. Ôi trời ơi. Rồi à, chả nhận lịch sử gì cả. Anh biến đi rồi khuất mắt em. Để anh vào anh nấu cơm. Đổ thêm dầu vào lửa. Trời ạ, mình đúng là đồ vô dụng, đồ ăn bám, không làm nên cái nước non gì cả. Suốt ngày chỉ quanh quẩn rồi chế biến những món ăn ngon tự tay mình nấu cho vợ cho con. Đó là ngụy biện của thằng đàn ông hèn. Tại sao mình lại hèn thế? Hèn thế là lượng. Con chờ bố, con đói hèn quá lắm. Rồi bố ơi. Hèn lắm. Bố. Hèn lắm. Bố làm cái gì đấy? À, bố đang đập muỗi con ạ. Có cái con muỗi nó cứ bay vo ve. Ôi bố, thôi bố ơi. Bố đập muỗi kiểu đấy, con muỗi trước khi chết thì bố sẽ bị sưng đầu đấy. Chết chị. Con xin miếng nhá. Bố ơi. Sao? Bố rang thịt, bố cho hai chai nước mắm hay sao ấy? Thịt mặn chắc. Ăn miếng rong. Bố ơi, rau nhạt lắm luôn ý. Hôm nay bố nấu ăn cứ thảm họa làm sao ấy bố ạ. Vâng, tôi chỉ có thế thôi. Tôi là đồ vô dụng, vô tích sự trong cái nhà này, không làm nên cái nước non gì cả, chỉ tội làm khổ vợ khổ con thôi. Bố, hôm nay bố làm sao đấy ạ? Con thấy đồ ăn không được nên là con nói thế. Chứ bình thường con có chê trách gì bố đâu. Bố hôm nay bố nhạy cảm thế. Tôi chả làm sao cả. Mà bố hôm nay cũng không hiểu bố bị làm sao nữa. Nếu mà đồ ăn không ngon thì đổ đi, làm đồ ăn khác. Thôi không cần đâu ạ, con ăn được ạ. Chợ búa đông quá cơ, chèn chút mệt mỏi. Đã bảo là đi chợ gần nhà thì không đi. Đi tận đây xa tít một tắp rẻ được mấy đồng bạc thôi mà cũng phải tham. Ô hay, mấy đồng bạc không phải là tiền à? Anh muốn cười thật đấy, thời buổi khó khăn. Anh biết quán xá dạo này thì đang ế ẩm. Em phải tiết kiệm nhé. Phải tìm chợ đầu mối nào rẻ nhất chị Lý. Thôi. Đi lên đây nhanh rồi còn về. Ôi tôi chết rồi. Cái gì?
Người ơi, em quên không mua cam, nhà hết cam rồi. Để em tí nhá. Ôi nên. Đau quá à, à ơi. Anh ơi, cho tôi đến bệnh viện phụ sản. Nhanh lên giúp tôi với. À, đau ôi, quá. Nhưng mà tôi không phải là xe ôm đâu. Ôi nhanh lên, rồi ơi, đau quá. Khổ quá nhưng mà. Rồi ơi, à, nhanh lên. Tôi sắp đẻ ra đây rồi, anh ơi, nhanh lên, rồi ơi. Chị bé bé cái mồm thôi. Thôi được rồi, được. Thôi. Ôi giời. Quý chả, nghề đi khách cũng dễ kiếm phết đấy chứ đấy. Đấy. Xong rồi, mệt quá. Rồi, để đây. Đi thôi anh. Đi xe thôi em. Ngủ đi. Cái đấy đẹp lắm luôn ấy. Chỉ 200 thì cô làm sao lại không là không. Từ bây giờ nhà mình thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng nhá. Giảm chi tiêu, hiểu chưa? Nhưng có 200 nghìn tôi làm mẹ. Ê, bà bố đi. Ôi, cái gì đấy? Mẹ có sao không ạ? Ôi trời. Anh xin lỗi, khổ quá. Em về chả đánh tiếng gì cả, làm anh giật cả mình thôi. Thế từ nãy có bị sao không? Có sao nữa? Có sao? Con thấy là đầu óc bố đẻ đi đâu ấy. Mẹ với con nói to như thế cơ mà. Bố tắt mắt đi kìa. Khổ quá, bố mải xem cái trend này hay quá, nó hấp dẫn quá, không thể rời mắt được. Trend. Trẻ không chơi, già bắt đầu đổ đốn đấy. Đừng có đú theo bọn trẻ đấy nhá. Con tập trung vào nấu cơm đi, muộn lắm rồi. Ừ, sao? Ôi rồi, mà bố vẫn chưa nấu cơm xong hả? Con đói lắm rồi đấy. Thôi, rau luộc cái là xong ngay mà, có gì đâu. Chờ tí. Ui, xong rồi. À. Em giúp anh luộc cái rau cái nhé. Anh đi chút việc nhé. Ơi, bố. Bố ơi, bố nói bố đi luôn à? Có chuyện gì nhỉ? Nghi lắm. À, biết ngay mà. Biết ngay cái gì? Tưởng anh ngủ say rồi, hóa ra tay vẫn còn cầm điện thoại ấy kia. Đâu làm cái việc gì lén la lén lút đúng không? Đưa đây xem nào. Hay nhỉ, đường đường một đại trượng phu làm sao mà có cái chuyện gì lén lút. Đây anh đang ngủ chắc là quên vẫn cầm điện thoại. Quên. Ngáy khò thế cơ mà. Mấy ngày hôm nay làm cái gì lén la lén lút giấu em đúng không? Đưa đây. Gì? Đưa đây để em xem có cô nào chưa. Từ đã, làm gì có cô nào, em một cười. Nào, đưa đây, anh có đưa đây không? Đấy. Đấy. Vớ vẩn. Xem đi. Bỏ kính rồi làm sao mà lại còn vào điện thoại làm anh, cái gì? Anh đừng có giở trò với em nhá. Có cái gì không? Xem thoải mái đi. Liệu hồn đấy. Ai cũng đau quá. Đặt gì nó nhẹ nhẹ thì đặt đúng vào cái bụng. Giở trò gì với em? Đừng có trách. Giở trò gì? Kiếp bị đá nghỉ. Ngủ đi. Tắt đèn nhé. Mẹ, con đang nấu cơm đấy. Trưa con đi học về, nhà chẳng có cái gì ăn cả, cơm còn chưa cắm cơ ạ. Mà mẹ nhá, mẹ để ý bố đi. Bố dạo này lạ lắm. Nhà cửa thì bố không quan tâm, cơm nước thì bố để kệ đấy, sao mà suốt ngày đi đâu ấy. Vâng, con biết rồi, xong con ăn luôn đây ạ. Con chào mẹ. Nay bán được cần này, trừ đi tiền điện, tiền nước. Ui, sao còn có ngần này thì làm sao mà đủ chi trả được cơ chứ. Đầu tháng chưa gì đã bết bát thế này, làm sao mà trụ nổi. Giời, cái ông này làm gì trẻ con. Cái gì? Người ta đang đau đầu vì tiền đây này. Ôi, thì đừng cứ đau đầu vì tiền. Tiền nhiều để làm gì.
ten 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 trò gì toàn nghi ngờ. Ra đây thì biết khổ quá. Nhưng mà cái gì đấy, cứ ra đây, em cứ ra đây, ngồi xuống đây. À, chuẩn bị nhá. Nè, đây, em thử đoán là cái gì nào. Ôi dồi ôi, em không có đầu óc đâu mà đoán nữa. Anh đừng úp úp mở mở nữa, có gì nói toẹt ra đi. Surprise. Nhìn thấy chưa? Một đôi guốc rất đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì anh nhìn thấy cái đôi dép của em nó cũ rách ra rồi, chuẩn bị đứt quai rồi. Cho nên là anh phải mua đôi mới cho em. Đẹp không? Hả? Ai khiến anh mua? Hả? Cái đôi dép này của em dán keo vào vẫn đi tốt, nhưng còn lâu nó mới hỏng nhá. Đang không có tiền để chi trả bao nhiêu thứ, tự nhiên anh dở dói ra mua làm cái gì? Tốn tiền á. Mà anh lấy đâu ra tiền để mua đấy hả? Lấy đâu rồi, còn lâu mới biết. Quỹ đen. Tiền nhiều thì anh không có, nhưng mà tiền để mua một đôi guốc mới cho em ấy, quá là đơn giản như đan rổ. Nào, thôi bây giờ thôi, không quan trọng cái chuyện tiền ở đâu. Nào, em đi thử vào xem nào. Nào, anh mua đã hỏi ý kiến em chưa? Ô hay nhỉ, mua cái đôi dép thì làm gì mà phải hỏi ý kiến của em. Mua quà mà hỏi ý kiến thì còn gì là quà nữa. Nào thôi, bỏ cái chân mỹ miều ra đây thử nào cô Tấm. Ôi dồi ôi, cô Tấm nào. Úi dồi ôi, ướm thử hai nào. Úi giời ơi, đẹp chưa? Trời, tuyệt vời. Vâng, anh cũng có con mắt thẩm mỹ đấy. Chuyện mắt anh tuy cận nhưng mà cũng thẩm mỹ ra phết đấy nhá. Em này, dạo này anh thấy em cứ hốc hác rồi, gầy dọc hẳn đi đấy. Thôi đừng có suy nghĩ gì nữa. Quán xá nó vắng khách thì cũng không sao cả, rồi nó sẽ đông, không phải suy nghĩ gì cả nhé. Còn về tài chính thì cứ để anh lo, sẽ có cách nhé. Yên tâm đi, đừng có lo nghĩ gì nhé. Vâng. Được rồi, anh đi đây. Đẹp quá. Anh đi nhá. Anh chào bố mẹ. Đi học về rồi à? Sao sớm thế? Nhưng mà bố lại chuẩn bị đi đâu à? Bố đi công việc. Cơm bố nấu sẵn rồi nhá, ăn với mẹ nhá. Bố dạ, đi đây. Vâng ạ. Sao dạo này bố suốt ngày lượn thế hả mẹ? Bố ơi, tu. Mẹ mua dép mới à? Uầy, sành điệu thế, đính đá lấp lánh nữa. Uầy, thế mà hôm trước nhá, con xin mẹ có 200.000, mẹ không cho con. Tôi lấy đâu ra tiền mà mua? Bố chị sắm cho tôi đấy. Bố mua cho mẹ á? Phải. Nhưng mà ngày gì bố lại mua cho mẹ? Bố có mua cho con cái gì đâu. Ơ, mẹ này, mẹ có thấy có điều gì bất thường không? Bất thường? Bất thường gì? Bố thì lúc nào chả thế, thỉnh thoảng dở hâm hâm, ai mà lường trước được đâu. Còn thấy mẹ đúng là gần trải qua 50 mùa hoa mít rồi, nhưng mà mẹ vẫn rất ngây thơ nhá. Không phải là con nghĩ xấu bố đâu, nhưng mà trên mạng bây giờ người ta cũng đăng tin đầy đấy. Khi mà ấy, người chồng bỗng dưng hâm nóng tình cảm bằng cách tặng quà vợ, thì có khả năng rất cao là ông chồng đó đang ngoại tình. Này, con có phải là con gái của bố hả? Sao lại nói xấu bố như thế? Suy diễn lùng tà lùng tùng. Mà bố mày lù khủ như thế, mắt thì đeo cái kính dày như cái đít trai, mà nó thẹt. Ôi dồi ôi, thế thì mẹ chưa nghe người ta có câu lù khoa lù khù, rất cái lu, chạy lúc nào cũng không biết đâu ạ. Luyên thuyền đấy. Con nói rồi đấy nhá, nếu mà có chuyện gì mẹ đừng có khóc với con. Con lên nhà đây. Alo. Alo. Chị ơi, chị chờ tôi ở đâu đấy ạ? À? Tôi đến rồi đây này. Tôi đang đứng ở dưới nhà 61. À vâng vâng, chị mặc áo xanh đấy gì rồi, tôi nhìn thấy rồi. Đây đây, đây. Cảm ơn. À.
Mời chị lên xe, đội mũ ạ. Sao chị không gọi qua app mà lại biết số của tôi để gọi? Bạn cho số, gọi thẳng cho nhanh. À thế à, vâng. Càng tốt, đỡ phải mất phí qua tổng đài. Thế chị đi đâu hả chị? Cứ đi thẳng. Đi thẳng hả chị? Thẳng. Vâng, đi nhá. Chị ơi, đi thẳng hay là rẽ? Rẽ phải. Rẽ phải đây à? Tôi vào quán cà phê. Thôi chết, sao lại trùng hợp thế nhỉ? À, chị ơi, thế này này. Từ đây đến quán cà phê có một đoạn, chị có thể đi bộ được không ạ? Sao thế? Bởi vì là nói thật với chị, đây là gần nhà tôi, mà tôi chạy thêm cái xe ôm này là tôi giấu vợ giấu con, sợ mọi người lo lắng, cho nên chị hết sức thông cảm, chị có thể xuống đi bộ cho tôi được không ạ? Không. Tôi sẽ bớt cho chị 20.000 được không? Không. Khổ quá thì 30.000 vậy có được không ạ? Không được. Khổ nghe thế chị một cười nhỉ? Thế chị bảo tôi phải làm gì bây giờ? Chị thông cảm hiểu cho tôi đi. Khổ lắm, tôi nói thật với chị là tôi giấu vợ giấu con, chạy xe ôm này là để kiếm thêm, giảm cái áp lực tài chính cho vợ cho con. Tôi thương vợ thương con lắm, mà vợ tôi nhiều áp lực lắm. Giúp tôi đi, đi có một đoạn thôi, có một đoạn chị đi bộ đi cho tôi nhờ. Khổ lắm, vợ tôi mà biết thì bây giờ thì ăn nói thế nào với vợ con tôi. Đến giờ nấu cơm rồi. Vâng vâng vâng, tôi trả lại cho chị. Cảm ơn chị nhá. Chết anh. Bây giờ anh. Úi dồi ôi chị ơi, chị bỏ ra khổ quá, người nhà tôi mà nhìn thấy thì đấy, thì chị thấy chưa, khổ. Mai ơi, không phải thế đâu con ơi. Con đừng hiểu lầm bố nhá. Con biết ngay mà, ở nhà bố tặng quà cho mẹ là để bố ra ngoài bố bồ bịch đúng không? Thì con sao lại nói thế? Còn cả bà nữa, bà có biết là bố tôi đã có gia đình rồi không? Hôm nay nhá, tôi sẽ thay mặt mẹ tôi xử lý cái loại trà xanh như bà ra đây. Mai, bố đừng có can. Không phải. Sao để tôi đánh chứ ạ? Mai, bà thường cái tội phải đi ngoại tình với chồng người khác đi. Nghe bố nói này, không phải như con nghĩ đâu, đây là cô xe, đi xe khách. Bố đừng có ngụy biện con. Khổ lắm. Bà ơi, đây là khách đi xe của bố. Con không tin. Khách đi xe ôm của bố. Bà ra đây cơ mà. Đúng rồi. Đánh như bà đâu thế? Ủa, sao lại là em à? Là em chứ còn ai nữa. Sao lại hóa trang thế này? Mà cả bố nữa. Tại sao bố lại đi làm xe ôm làm gì? Khổ lắm, vì bố chạy xe ôm để kiếm thêm tiền phụ đỡ cho mẹ con. Thế rồi mẹ con cũng hóa trang rồi giả làm khách bố chở đi. Đang nghi rồi. Mà anh ơi, hai vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm rồi, anh còn giả vờ em làm gì? Kiếm nghề gì cũng kiếm, kiếm cái nghề phơi nắng phơi sương như này cho nó khổ ra. Khổ đâu em, vui mà. Nó cũng khuây khỏa đấy chứ. Thế em biết anh chạy xe ôm lâu chưa hay là hôm nay mới biết? Mấy hôm rồi. Anh Lượng ơi, có tin nhắn này. Anh Lượng. Cái gì này? Sao lại chạy cái này chứ? Tưởng lẽ là lén lút làm việc gì bồ bịch. Anh xem, như thế có chấp nhận được không? Nhà mình đợt này hơi khó khăn một chút thôi, nhưng mà cũng không nỡ để cho anh phải phơi nắng phơi sương ở ngoài đường thế này được. Nhưng mà anh thấy anh vô tích sự quá. Đáng lẽ đàn ông trong gia đình là phải là trụ cột, gánh vác đỡ đần cho em và các con. Nhưng mà anh chả đỡ đần gì được cả. Nhìn thấy em cứ gầy rộc xanh xao, anh thương lắm. Đến kia dép rách cũng không dám mua cái dép mới. Thế rồi các con muốn mua cái này mua cái nọ cũng không có tiền. Anh phải chạy xe ôm để phụ đỡ cho em có vậy thôi. Bố ơi, bố đừng có đi làm cái nghề này nữa. Con thấy vất vả lắm. Bây giờ con sẽ không xin tiền tiêu vặt nữa đâu. Hay nhỉ. Con nó nói đúng đấy anh. Khó khăn rồi sẽ qua thôi. Chứ em không nỡ lòng nào để cho anh làm cái nghề phơi sương phơi nắng thế này. Hay thật tí. Có nghề nào là không vất vả không hả? Chứ lênh quanh ở nhà bí bách lắm em ạ. Thế nhưng mà... Không nhưng nhịn gì cả. Anh em xem, bao nhiêu người còn lớn tuổi hơn anh nhiều. Họ về hưu rồi mà vẫn chạy xe ôm nên có sao đâu. Được trò chuyện giao lưu với khách, mở mang thêm kiến thức,
sống để vui, sống khỏe đấy chứ đi. Cứ yên tâm đi, để anh làm, lúc nào anh thấy chán thì anh thôi, có sao đâu. Nhà. Ông về nhà đi. Thôi 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 đừng có khóc nữa. Mày cứ như là trẻ con ấy con. Cái hàng xóm người ta nhìn người ta cười cho thôi, đi về đi. Đưa đây đây, đưa cái xe đi về đi. Này, ông chạy xe ôm đấy à? Mau chở tôi đi đánh ghen nhanh lên. Cái gì đánh ghen ở đâu? Cứ đi đi rồi tôi chi. Nhanh lên. Thì đưa đi. Bảo ông có đi nhanh lên thì bảo. Thôi rồi, tôi đi. Con hổ linh tinh nó mà trốn mất á, là tôi đánh ông đấy. Thôi thôi bình tĩnh nào, tôi chở đi thẳng à. Đúng rồi.